Xin chào quý vị bạn, rất vui gặp lại quý vị bạn trong video tiếp theo của Vinh Sim. Đây là cái đống hàng mà mình đặt mua online giá rẻ để làm video clip cho các bạn xem ấy. Ở đây cũng khá là nhiều luôn và cũng mua lâu lâu và chưa kịp mở. Thì hôm nay chúng ta sẽ mở một trong những cái hộp này để làm clip cho các bạn xem nhé. Xem có cái gì ngon thì mình sẽ để lại cho các bạn. Chúng ta sẽ làm cái hộp to trước đi. Cái hộp to này là một cái rất là hay. Các bạn chờ một lát mình chuyển góc quay kia để chúng ta cùng mở hộp cái hộp to đùng này các bạn nhé. Em hàng của chúng ta đây các bạn nhé, một cái hộp rất to và nặng này, còn nguyên đai nguyên kiện các bạn nhé. Và cái hộp này mình mua với giá là 677.000 này các bạn này, cốt nha các bạn nhé. Đấy, ship từ Tây Linh ra. Chúng ta sẽ cùng nhau mở xem bên trong nó là gì nhá. Các bạn nhìn nhân vật chính của chúng ta chưa? Đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ có một thanh RAM 1GB này, không biết DDR mấy, chắc là DDR2 hay DDR3 gì đó các bạn ạ, nhưng mà hẳn 1GB luôn các bạn nhé. Cái này thì dùng thoải mái luôn. Đấy. Tiếp theo là một cái này là một cái USB sao các bạn này. Đấy. Và một cái cổng chuyển từ DVI sang VGA dành cho cả màn hình. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có một bộ nguồn sạc cho máy tính xách tay là cái gì đó Toshiba này. Ở đây thêm có thêm một cái USB bé xíu này, không biết để làm gì các bạn ạ. Cái này chắc là USB Wi-Fi đấy. Thôi, đấy là những cái phụ thôi. Nhân vật chính của chúng ta đây các bạn nhé. Nhân vật chính của chúng ta đây các bạn ạ. Giá 600k. Cả ship là để mua em laptop này này. Ấy, các bạn nhìn chưa? Laptop Toshiba. To. Dày luôn. Dày cộp phải các bạn. Ui dồi ôi, lặn thì thôi rồi. À các bạn nhìn này. Mặt sau chúng ta sẽ có hai USB này, một cổng LAN này, một cái chân sạc này. Cái này là jack ra VGA này. Thoát hơi này, cái này là cái jack xuất hình thời ngày xưa này. Cái này là cái khe thẻ các bạn nhé. Ui giời, mặt trước chúng ta sẽ có thêm cái nút tăng giảm âm lượng đây thì phải này, đúng rồi, nút tăng giảm âm lượng này, jack tai nghe này, có gì không, hết rồi các bạn ạ. Ui giời, cầm qua này lặng trịch luôn, mỏi hết cả tay luôn các bạn nhé. Ui giời, nhưng mà mặt trước khá là đẹp các bạn này, chưa có một vết xước nào cả. Và sơn này là sơn zin đấy các bạn nhé, không phải sơn lại hay là dán cái gì đâu, mặt này rất là đẹp luôn. Mặt sau của chúng ta này, mặt sau vẫn còn rất là nhiều tem, đủ các loại tem. Những cái tem này thì là tem của bên bán hàng thôi, thì cũng không nói lên điều gì cả. Ui, chúng ta có Windows bản quyền này các bạn này. Ui giời, từ 2005 đến giờ là 15 năm rồi các bạn đã nhá. 15 năm, cầm con này chịu hết cả tay luôn các bạn ạ. Lặng trịch, ui giời ôi. Chúng ta sẽ có thêm một cục pin ở đây này. Đó. Phía ngoài như này là khá ok các bạn nhá. Mặt dưới này cũng rất là ngon này, chưa thấy có một dấu hiệu gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem sao các bạn nhé. Lặng quá. Để mình đã thấp xuống đây cho các bạn nhìn cho nó dễ nhá. Rồi, giờ chúng ta sẽ mở bên trong ra xem nhá các bạn nhá. Ây da, lặng vãi. Ui giời, ô. Mặt này này, cái phần chỗ chúng ta để tay ở đây này, thì đã được dán một cái lớp để can sần các bạn. Cái này nó trước có sơn bằng cái sơn bạc này. Chắc nó đã sờn hết cả rồi nên là để ta dán lại cái lớp để càn đây cho nhìn cho nó đẹp hơn này. Bàn phím này thì nhìn cũng vẫn còn khá là đẹp các bạn nhé. Bàn phím này đó. À. Đều đẹp luôn các bạn này. Không thấy có bị bợt biếc gì cả. Không biết là bàn phím này thay chưa mà đẹp thế. Mười mấy năm mà bàn phím vẫn còn nguyên, không bị mờ phím mà phiếc gì cả. Đây như cái nút nguồn này nó bị bạc cả cái lớp, phần lớp bạc rồi, nhưng mà cái bàn phím thì nhìn rất là sáng luôn đó. Không biết đã thay phím chưa, nhưng mà mình bấm vào đây mình cảm giác cái độ lẩy tương đối là tốt này. Và cái phím này nhựa nó rất là mượt. Đấy, có vẻ như là hàng zin đấy các bạn ạ. Sát này vẫn còn rất là đẹp này. Lớp sơn cũ vẫn rất là còn khá là ngon luôn. Chứng tỏ là cái này dùng, ông này ông dùng khá là dữ đấy các bạn ạ. Màn hình này. Màn hình rất là to nhé. Màn hình này chắc phải màn hình 15.6 hay 17 inch luôn. Và màn hình này hình như có dán lớp bảo vệ này các bạn này. Đó. Sát mép này các bạn nhìn thấy có như kiểu có da lớp dán bảo vệ không, hình như có đấy các bạn nhé. Đẹp phết đấy nè, nhựa này, phần nhựa này đẹp chưa.
nhựa zin luôn đấy các bạn nhé. Đẹp ơi là đẹp, không thấy có một dấu hiệu gì của bị cậy mở hay là bị phôi phai, bị nhạt nhít gì hả. Đó, rất là đẹp, bản lề rất là cứng luôn. Rồi, chứng tỏ là em này còn khá là zin đấy các bạn ạ. Zin phía ngoài đấy nhé các bạn nhé, zin phía ngoài nhé, còn bên trong máy thì mình không biết, bởi vì trong máy thì vẫn còn dán tem. Tem này thì là tem của bên bán hàng thôi, không phải tem của hãng đâu các bạn ạ. Tem này chắc là bên bán đồ cũ người ta dán vào thôi, chứ không phải là tem của hãng. Nhưng mà hình thức này rất là ok luôn các bạn ạ. Và màn của con này là màn gương này các bạn này. Màn gương này thì cái chất lượng hình ảnh nó sẽ sáng và bóng luôn các bạn nhé. Nói chung là về phần hình thức em này thì là khá ok rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bật lên để xem nó có lên được hay không các bạn nhé. Ok rồi đây các bạn nhé, mình đã cấp điện cho em nó rồi này. Vì con này dùng cũng lâu rồi, chúng ta không hy vọng vào pin gì cả. Chúng ta sẽ bật thử nha. 2, 3. Ô, lên đèn này các bạn này. Đó, có gió mát ra đây này, khả năng là lên. Ấy, nháy, ui lên. Ngon các bạn nhá, Toshiba. Ờ, khá là ok luôn. Chúng ta sẽ chờ nó lên để kiểm tra xem là cái màn hình này có điểm lỗi là không nhá. Đang vào win kìa, có vào được không? À, vào được đấy các bạn nhá. Ui trời ơi, màn hình có em gái đẹp chưa. Chúng ta sẽ thử kiểm tra xem sao nhá. Ô, có bó sạc này các bạn này. Ui giời ơi, cái này mới hay này các bạn này. Ây, các bạn nhìn này. Đó, thời gian của chúng ta là từ 16 tháng 9 năm 2006 luôn các bạn nha. Ui giời ơi, 2006, như vậy là mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi em laptop này rồi, mà hình thức như này là chủ nhân cũ nó dùng khá là dữ các bạn nha. Hình thức còn được như này mà hơn chục năm là ngon đấy các bạn ạ. Pin vẫn còn đang báo sạc này, để mình sẽ ấn vào xem nó có báo sạc không. Có báo sạc đây các bạn nhé, đang 1% mà đấy, chứng tỏ là khá là ok. Giờ chúng ta sẽ xem mà cái màn này nó có điểm chết hay không. Màu trắng này chúng ta sẽ nhìn thấy có vài điểm hở sáng ở đây à, ở trên này. Đó, ta sẽ chọn chuyện màu khác à, màu đỏ này. Màu đỏ khá là đều luôn các bạn này, không thấy có vết nào cả. Màu xanh à, màu xanh cũng khá là đều luôn. Như vậy là tương đối ok các bạn nhé. Nó chỉ bị hở sáng một chút xíu thôi. Đó, như vậy là phần màn hình khá ok, chỉ hở sáng một chút xíu thôi các bạn nhé. 15 như thế là, hơn 15 như thế là ngon rồi. Giờ chúng ta sẽ đến với khâu quan trọng nhất là cái cấu hình của em này. Chúng ta sẽ xem cấu hình như nào. Hàng xóm đang sửa nhà nó cứ cạch cạch các bạn. Cấu hình rất là cao luôn các bạn nhé. Co 2 đua T5600 này, 2x2 luồng. Xung là đang ở 900 này. Intel này, main Intel này. RAM của chúng ta sẽ có 3GB các bạn nhé, DDR2. Graphics, ui ôi, chipset 945 các bạn ạ. Mười mấy năm tuổi luôn. Cấu hình quá là cao như này thì chắc là chỉ để xem YouTube với cả đọc báo thôi các bạn ạ. Để mình tải thử một cái game vào đây chơi thử xem sao nhé các bạn, chờ một lát. Ok các bạn nhé, chúng ta đang thử test cướp đường phố GTA 1 trên con laptop 600k. Chơi thì cũng được đấy các bạn, nhưng mà thỉnh thoảng nó hơi bị đơ đơ một tí các bạn nhé. Bấm nhiều lúc đó nó không theo ý mình này. À, có con bé này ra đập nó một cái. Ui, mỗi cái chết luôn này. Chơi thỉnh thoảng nó hơi đơ đơ một tí các bạn ạ. Không ngon lắm. Nhưng mà nói chung là vẫn chơi được các bạn, chơi tạm tạm. Chúng ta thử game khác xem sao nhá. Chúng ta đang chuyển qua test đế chế các bạn nhé, trên con laptop đời tống 600k. Em nó chạy có vẻ được đấy các bạn ạ. Ôi, chưa đủ thức ăn rồi. Vì cái đế chế này cũng khá là nhẹ mà. GTA 5 với đế chế, à quên, GTA 1 với đế chế như thế là cũng khá là ok rồi các bạn nhé. Với 600k chúng ta sẽ có một con laptop vừa có thể xem YouTube đọc báo được, vừa có thể chơi được các cái tựa game nhẹ nhẹ. Nói chung là như thế cũng khá là ok rồi các bạn nhé. Các bạn đừng hỏi link mình làm gì cả. Các bạn thích thì các bạn có thể mua lại luôn con này với bằng giá mình mua luôn. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Đi chú xe đạp của con bác bạn ơi. Hàng không? Lấy hàng, lấy hàng, lấy hàng. Khách không nhỉ? Vâng, vâng. Ủa, nó bao tiền nhỉ? 677.000. Một, hai, 600 đô, 50 đô.